Xin chào các bạn, mình là Thành, phụ trách chương trình đào tạo của Trung tâm Đào tạo Nguồn Nhân lực Logistics Thành Đạt. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn những kiến thức khái quát về Incoterm 2020-2010, vì đây là hai cái phiên bản Incoterm mà đang được ứng dụng rất rộng rãi trong các cái công ty xuất nhập khẩu hiện nay. Theo các bạn, thì các bạn có nhận định cái sự khác biệt lớn giữa Incoterm 2020 như thế nào so với phiên bản Incoterm 2010? Trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta hãy bấm like, share video đến các bạn cùng đồng hành và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Mình xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên về Incoterm, chúng ta phải hiểu được cái từ viết tắt của cái từ Incoterm đó là gì. Incoterm đó là International Commercial Term, thì ra là các cái điều kiện thương mại quốc tế, hay gọi là các cái cơ sở giao hàng trong thương mại quốc tế. Thì Incoterm phiên bản đầu tiên được phát hành vào năm 1936 bởi Phòng Thương mại Quốc tế ICC. Lúc đó có 7 điều kiện giao hàng cơ bản, và qua quá trình là các lần sửa đổi, chỉnh sửa thì đến năm 2020 thì chúng ta có cái phiên bản mới nhất là bao gồm là 11 cái điều kiện giao hàng. Đó, đấy là cái cơ bản về Incoterm và sự hình thành của Incoterm. Về những cái quy định hoặc là những cái vấn đề mà Incoterm giải quyết, đó là bao phủ ba cái vấn đề lớn. Thứ nhất đó là về chi phí, thứ hai là về trách nhiệm, thứ ba là về điểm di chuyển rủi ro và tổn thất về hàng hóa từ người bán sang người mua. Đó, và Incoterm giải quyết ba vấn đề này và đề cập đến ba vấn đề này trong nội dung xuyên suốt 11 cái cơ sở giao hàng trong Incoterm 2020. Đó, chỉ đề cập đến vấn đề là phân chia cái chi phí giữa người mua và người bán ở đâu để sao cho nó phù hợp. Đó, còn thứ hai là phân chia cái trách nhiệm nghĩa vụ của người bán và người mua làm tới đâu trong quá trình giao nhận hàng hóa. Rồi sau đó là phân chia cái hoặc là xác định cái địa điểm rủi ro, chuyển giao rủi ro. Ở đây chúng ta phải lưu ý bằng ba cái mục tiêu chính của Incoterm, là ba vấn đề lớn của nó là về phân chia rủi ro, phân chia chi phí và phân chia trách nhiệm. Đó, để cho thống nhất giữa người mua và người bán. Về cái Incoterm không đề cập đến những vấn đề nào. Thứ nhất là Incoterm không phải hợp đồng thương mại quốc tế. Do vậy tất cả những cái nội dung mà Incoterm đề cập, đó, nó không bao hàm những cái nội dung như trong hợp đồng và nó không chi tiết như trong hợp đồng thương mại quốc tế cụ thể ra, ví dụ như là tên hàng hóa, đặc điểm tính chất của hàng hóa, địa điểm giao hàng, nơi giao hàng, cũng giống như là cái ngày giờ giao hàng và đồng tiền thanh toán trong cái hợp đồng thương mại quốc tế đó. Đây là cái mà Incoterm không thay thế được. Và quan trọng nhất là Incoterm không đề cập đến cái việc chuyển giao cái quyền sở hữu hàng hóa. Không nên nói đề cập đến vấn đề quyền chuyển giao số hàng hóa. Đấy là những cái mà Incoterm không thể làm được, không thể thay thế được cái hợp đồng thương mại quốc tế. Đấy là cái chúng ta lưu ý. Và khi áp dụng Incoterm thì cái khuyến cáo người ta khuyên chúng ta là nên ghi rõ cái cơ sở giao hàng gắn liền với địa điểm mà giao hàng đó là ở đâu, cũng giống như là cái phiên bản Incoterm mà chúng ta đang áp dụng cho cái trường hợp nó như thế nào. Ví dụ chúng ta xuất khẩu theo điều kiện là tại cảng Cái Mép, giao hàng tại cảng Cái Mép, lên tàu giao hàng lên tàu tại cảng Cái Mép ở thành phố ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì chúng ta sẽ ghi cái cơ sở giao hàng trong cái giá đó là FOB Cái Mép Port Incoterm 2010. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta bán hàng giao hàng lên tàu tại cảng Cái Mép và FOB này theo cơ sở Incoterm 2010. Đấy là cái chúng ta lưu ý thế. Rồi còn có thể chúng ta là trong trường hợp thứ hai là ship Hải Phòng Port Incoterm 2020, nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào khu vực miền Bắc thông qua cảng Hải Phòng đó, và áp dụng Incoterm đó là 2020. Chúng ta ghi rõ là như thế này để xác định rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ, cũng giống như là cái phân chia rủi ro chi phí cho người mua người bán, nó rất là thuận tiện tầm thế. Còn ở đây thì đây là quy định, đây là trong bất cứ một phiên bản Incoterm nào đều có xuất hiện cái bảng này, là quy định rõ cái thống kê từ nghĩa vụ của người bán từ A1 đến A10, nghĩa vụ của người mua là từ B1 đến B10. Đó, đây là những cái nghĩa vụ mà người bán và người mua phải thực hiện khi tiến hành thỏa thuận thống nhất với nhau về một cái cơ sở giao hàng trong Incoterm.
Đó. Không có nghĩa rằng người bán lúc nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình từ A1 đến A10 và người mua lúc nào cũng phải thực hiện từ B1 đến B10. Tùy theo cái cơ sở giao hàng trong Incoterm được lựa chọn, được quy định như thế nào thì nghĩa vụ của người bán và người mua sẽ được thỏa thuận với nhau dựa trên cái bảng phân công này, thì sẽ có một cái điểm chuyển giao cũng giống như là phân chia cái nghĩa vụ trách nhiệm chi phí từ người bán sang người mua. Mình ví dụ theo điều kiện là FOB. FOB thì có nghĩa rằng là người bán sẽ có trách nhiệm giao hàng hóa lên tàu tại cảng đi và làm mọi tất cả các hoạt động thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, giấy phép kiểm tra rồi an ninh thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho đến khi xếp hàng hóa lên tàu an toàn tại cảng đi. Đó. Thì có nghĩa rằng là ở đây người bán sẽ thực hiện các nghĩa vụ từ A1, A2, đúng chưa? A4 là giao hàng. Đó. Còn cái người mua sẽ thực hiện các nghĩa vụ là B3, B5, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Đây là những cái nghĩa vụ mà người mua phải làm và nghĩa vụ người bán phải làm. Đó, nó phải phân chia như thế. Còn nếu mà trong trường hợp là người bán chỉ hoàn thành cái nghĩa vụ duy nhất đó là giao hàng kèm với chứng từ đó thì ở cái mục A4 thì ex-work chẳng hạn là giao tại cơ sở của người bán, thì lúc đó người mua sẽ làm tất tần tật các công việc là từ B1 cho đến B10. Đây là cái mà chúng ta phải lưu ý nha. Đây là các cái cơ sở giao hàng trong Incoterm 2010. Ở đây thì mình có chia ra là 11 cái cơ sở giao hàng, nó là gồm X-Work, FCA, FAS, FOB, CFA, CAF, CBT, CAP, DAT, DAP và DDP. Ở đây mình có phân biệt ba cái màu sắc cũng rất cụ thể, đó là màu vàng cam đó, màu chanh đó là quy định rõ cái nghĩa vụ mua bảo hiểm tới đâu. Đó. Rồi cái đường màu tím là quy định là cái rủi ro người bán chịu tới đâu và bắt đầu người mua chịu từ đâu cho các cái cơ sở giao hàng tương ứng. Và cái đường màu xanh thì quy định nghĩa vụ trách nhiệm chi phí mà người bán hoặc người mua phải thực hiện. À, phải thực hiện. Ví dụ trong trường hợp X-Work là giao tại cơ sở của người bán thì người bán sẽ mua bảo hiểm, chịu trách nhiệm giao hàng và tất cả những chi phí liên quan cho đến khi hàng hóa được giao qua khỏi cửa cơ sở của người bán. Từ đó thì cái chuyển giao rủi ro nghĩa vụ mua bảo hiểm cũng giống như là rủi ro chuyển giao cho người mua bắt đầu sau cái cửa cơ sở của người bán, đó là người mua tiếp nhận và chịu tất cả các trách nhiệm chi phí rồi đó. Chúng ta nhìn trên cái slide chúng ta thấy rất rõ. Đó. Và đây là cái 11 cái cơ sở giao hàng trong Incoterm 2020. Nó có một thay đổi một chút, đó là cái điều kiện giao hàng nó là DBU sẽ thay thế cho cái điều kiện giao hàng DAT. Ở phần sau thì sau của video thì mình sẽ chia sẻ và giải thích chi tiết hơn để chúng ta nắm như thế. Vậy thì Incoterm 2010 thì chia ra cái 11 cơ sở giao hàng đó như thế nào? Ở đây người ta sẽ chia ra thành hai nhóm chính. Thứ nhất là nhóm dành cho mọi phương tiện vận tải hay gọi là vận tải đa phương thức, và cái nhóm thứ hai là dành cho cái phương tiện vận tải thủy. Đó. Nhóm mà dành cho vận tải đa phương thức gồm có các cơ sở giao hàng như là X-Work giao tại cơ sở của người bán, FCA là giao cho người vận tải, CAP là giao hàng hóa mua bảo hiểm trả tới, rồi là CBT là giao hàng trả tới, đó. DAT là giao hàng tại cảng đến, đó. Tại một cái terminal cảng đến là dỡ hàng ra và hạ vào cái bãi nhập ở bên cảng đến. Rồi đến DAP là giao hàng tại một nơi nào đó bên nước nhập khẩu do người nhập khẩu chỉ định. Đó. Rồi còn DDP là giao hàng hóa tại bên nước nhập khẩu và tại cơ sở của người người mua sau khi hàng hóa đã được người bán thông quan nhập khẩu rồi. Đó. Còn đối với các cái cơ sở giao hàng mà phù hợp với các cái phương tiện vận tải thủy dùng trong phương thức vận tải thủy, đó là bao gồm đường biển và đường sông. Đó thì bao gồm là FAS là giao hàng dọc mạn tàu, FOB là giao hàng lên tàu tại cảng đi, CFA là giao hàng chuyên chở chở tới cảng đến, rồi CIF là giao hàng chuyên chở hàng hóa và mua bảo hiểm hàng hóa đến cảng đến. Nghĩa là cái phân chia thành hai nhóm chính trong Incoterm 2010. Và phân chia theo cái nhóm đó thì người ta đưa ra các cái điều kiện giao hàng Incoterm 2010 thì phân chia theo các cái dạng nhóm, ví dụ như là nhóm E, nhóm F, nhóm C, nhóm D.
Đó, ví dụ nhóm E thì có một cái cơ sở giao hàng, đó là Xwork, là giao giao tại cơ sở của người bán. Nhóm F thì có ba cơ sở giao hàng, đó là FAS, FCA và FOB. Nhóm C thì có bốn cái cơ sở giao hàng, đó là CFA, CIF, CIP và CBT. Nhóm D thì gồm ba cơ sở giao hàng, đó là DAT, DAP và DDP. Đấy là các cái cơ sở giao hàng Incoterm 2010. Còn Incoterm 2020 thì các cơ sở giao hàng đó phân chia như thế nào? Đầu tiên cũng ở trong các cái phương thức vận tải đa phương thức thì các cái cơ sở giao hàng cũng được phân chia theo làm hai nhóm, đó là vận tải đa phương thức và phương thức vận tải đường thủy, là bao gồm đường sông và đường biển. Ở cái phương thức vận tải đa phương thức thì gồm 7 cái cơ sở giao hàng, đó là Xwork, FCA, CIP, CBT, DPU, DAP và DDP. Đặc biệt ở đây có hai cái cơ sở giao hàng có một sự khác biệt rất lớn đối với Incoterm 2010, đó là cái cơ sở giao hàng đó là FCA, Freight Carrier, và DPU là Delivery at Place and Unload. Thì cái chi tiết cụ thể nó như thế nào thì mình sẽ giải thích ở các cái slide tiếp theo. Đó. Còn đối với các cái cơ sở giao hàng mà sử dụng cho các phương thức vận tải đường thủy bao gồm đường sông và đường biển thì cũng giống như Incoterm 2010, bao gồm bốn cơ sở giao hàng, đó là FAS, FOB, CFA và CIF. Đây là những cái cơ sở giao hàng là sử dụng trong phương thức vận tải thủy. Trên đây là những cái chia sẻ của mình về Incoterm 2020. Các bạn có những thắc mắc, những câu hỏi cần giải đáp thêm, cũng giống như là những cái vấn đề cần chia sẻ thì cứ comment ở bên dưới video, đó mình sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý, sau đó sẽ làm một cái video mới để giải đáp những thắc mắc, những cái câu hỏi của mọi người. Đó. Mình lưu ý chúng ta sử dụng Incoterm trong cái hoạt động thương mại quốc tế là rất là quan trọng. Do vậy là với cái tinh thần chia sẻ thì mình cũng chia sẻ đến các bạn những cái kiến thức cơ bản đó để chúng ta phần nào giải đáp được một số cái thắc mắc trong cái việc là ứng dụng cũng như là sử dụng Incoterm vào trong hoạt động thương mại quốc tế hoặc là kinh doanh của doanh nghiệp. Đó, mình rất là cảm ơn các bạn theo dõi cái video. Đó, xin hãy ủng hộ để cho mình có cái động lực ra những video tiếp theo bằng cách là bấm like, chia sẻ video đến cộng đồng và đăng ký kênh. Đó, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.